Hello, xin chào các bạn. Mình cho Linh Toàn đây và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bánh sandwich kèm với lại thịt sông khói bên Nhật nhé. Xem được nó như thế nào. Ok, mà không đợi các bạn đợi lâu, mình sẽ quay một video lại cho các bạn xem giá của nó là sao ha. Đây còn sandwich các bạn ạ. Giá của nó là 300 yên, cả thuế là 324 yên, rơi vào tầm 50-55 nghìn tiền Việt Nam một cái bánh sandwich như thế này nhé. Nó gồm có 3 miếng ở trong này, 1, 2, 3. Giờ mình sẽ bóc ra ăn thử nhé. Rồi mình đã bóc ra thôi. Đây các bạn ạ, ở trên tay của mình đây, nó gồm có 3 miếng sandwich nhé. Mình sẽ thử một trước một lần để xem nó như thế nào. Và mình mời các bạn ăn nhé. Rất ngon các bạn, để được đây như thế này, nó có cả lớp sốt mayonnaise nữa, rất là ngon. Cái lớp mỏng hộp này chỉ là thịt sông khói đấy các bạn ạ. Và đây là cái bánh cuối cùng. Bên trên nó có cả một lớp rau nữa các bạn ạ, một lớp rau mỏng. Ok, bản thân mình đã ăn xong rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.